Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đội Ngũ Heavy K. Và ngày hôm nay thì Quyết muốn cho mọi người xem cái thông số lít trên km của Toyota Cross năm 2020. Và lý do tại sao đây là một trong những cái dòng xe cỡ hạng C, xe hatchback gầm cao mà khán giả lại có rất yêu thích và có doanh số bán rất tốt. Ở tháng 8 này thì đã có hơn 4.000 xe đơn đặt hàng đã được ký. Thì nếu mà mọi người đang quan tâm đến phiên bản Toyota Cross năm 2020 thì vui lòng gọi điện vào hotline, Quyết sẽ để đường link ở bên dưới, hoặc mọi người ấn vào phần mô tả sẽ có được ấn vào phần báo giá, điền đường link để có thể nhận được báo giá chi tiết cho mọi người. Và quay trở lại thì với những cái sự thay đổi đó thì Quyết muốn cho mọi người xem nhiên liệu thực tế của chiếc xe này. Với Toyota Cross phiên bản năm 2020 thì số lít trên 100 km ở đường kết hợp chỉ có khoảng là 7,63 lít trên 100 km mà thôi, và với ở thị trong đô thị thì chỉ là 10,26 lít, và ngoài đô thị sẽ là 6 lít thôi, chỉ có khoảng 6 lít. Thì một trong những cái yếu tố nguyên nhân là tiết kiệm nhiên liệu, thứ nhất là do đâu ạ? Thứ nhất là chúng ta phải kể đến đó là chính là động cơ đua VVT-i, động kênh làm nên thương hiệu của một chiếc xe Toyota. Toyota thì đã là một chiếc xe mà gọi là trong top 10 những thương hiệu sản phẩm tốt nhất và nhận diện tốt nhất rồi. Nếu mọi người muốn kiểm chứng, mọi người search Google là ra ngay. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến động cơ đua VVT-i, là điều phối van biến thiên thông minh kép của Toyota, là một trong những cái động cơ mà làm nên cái sự tiết kiệm nhiên liệu. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là cái động cơ này nó sẽ có các máy tính điều khiển thời điểm đóng mở van nạp và van xả ở các thời điểm là khác nhau. Quyết ví dụ như là khi mà mọi người đi ở các giải tốc độ thấp thì van nạp sẽ mở ra chậm hơn để tiết kiệm nhiên liệu ở sự mượt mà bởi cái hộp số CVT mà mọi người đã biết rồi, và Quyết cũng đã nói ở trong một số các clip. Nhưng khi mà chúng ta cần công suất lớn, chúng ta cần vượt xe khác thì van nạp sẽ mở ra sớm hơn để nhiên liệu được vào nhiều hơn, thì giúp chiếc xe mà tăng tốc cực kỳ tốt ở các giải tốc độ cao. Đó là lý do tại sao mà khi mà giải tốc độ thấp thì rất tiết kiệm nhiên liệu đó. Và cái công nghệ thứ hai để bổ trợ cho động cơ đua VVT-i mà mọi người có thể nhìn thấy đó chính là trục cam kép DOHC 16 van, nghĩa là trên mỗi xi lanh thì sẽ có 2 van nạp và 2 van xả. Nó sẽ điều khiển một cách chính xác cái thời điểm đóng mở van nạp và van xả, nghĩa là khi mà hệ thống đua VVT-i bảo cái trục cam kép đã đóng lúc nào thì sẽ phải đóng lúc đó. Và một số các trên các dòng xe như Honda thì chỉ sử dụng trục cam đơn thôi, là SOHC. Và từ những cái Quyết muốn chia sẻ với mọi người và kết hợp với hộp số CVT, nghĩa là hộp số vô cấp, sẽ giúp cho việc chiếc xe của chúng ta mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Đấy là lý do tại sao mà một chiếc xe 5 chỗ gầm cao và 1.8 lít nhưng lại cho cái số tiết kiệm nhiên liệu nó ấn tượng như vậy. Và vừa rồi thì Quyết vừa giới thiệu cho mọi người về các đặc điểm, tính năng của chiếc động cơ Toyota Cross phiên bản năm 2020 để làm nên cái sự tiết kiệm nhiên liệu. Mọi người nghĩ sao? Hãy để lại comment ở phía bên dưới. Và nếu mọi người đang quan tâm đến phiên bản Toyota Cross phiên bản V với mức giá bán là 820 triệu thì mọi người hãy vui lòng gọi điện vào hotline, Quyết sẽ để đường link ở bên dưới. Hoặc nếu mọi người muốn nhận báo giá chi tiết thì hãy ấn vào phần mô tả, sẽ có đường link dẫn mô tả ở đó để mọi người có thể đăng ký phần báo giá nhận khuyến mãi. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều điều bổ ích dành cho quý vị và các bạn. Và đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của Đội Ngũ Heavy K để nhận những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.